Chào mừng các bạn đã đến với sân vận động công viên Các Hoàng tử ở thành phố Paris, nước Pháp. Chúng ta đang theo dõi trận chung kết tranh cúp châu Âu đầu tiên giữa hai đội tuyển Liên Xô và Nam Tư. Nào, hãy cùng FIFA Online 3 điểm qua những dấu ấn khó phai trong suốt 14 mùa giải vừa qua. Các cầu thủ Liên Xô đang tạo dáng và khoe răng hết cỡ cùng chiếc cúp vô địch trên tay. Nhưng có lẽ thủ môn Lewandowski mới là người toe toét nhất khi còn hãm thêm giải quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, môi chưa kịp khép thì đương kim vô địch đã bất ngờ ngã nhựa do bị bò tót hút văng trên đất Anh. Chắc phải đau lắm, hy vọng không có chiếc răng nào gãy. Chiếc cúp liền được chuyển cho người Tây Ban Nha giữ hộ. Hai trận chung kết, đúng vậy, Ý phải đấu súng với Nam Tư tới tận 2 lần mới trở thành chủ nhân của chiếc cúp châu Âu. Năm 1972, dẫn đầu bởi Franz Beckenbauer và Gerd Müller, hăng như xe tăng, Đức đã càn quét khắp châu Âu khiến bò tót cũng đành ngậm ngùi giao lại cúp. Panenka đang bước vào chấm penalty đầy may rủi. Có vẻ đối mặt với thủ thành Tây Đức chỉ là chuyện tầm phào với anh. Một cú sút rất lạ mắt. Vâng, bóng đã chạm lưới, thật không thể tin được. Bóng bay rất bổng và nhẹ nhàng lướt qua như đang chơi người Mayer. Tỷ số bây giờ là 5-3, Kiệt Khắc chính thức là ông vua mới của sân cỏ. Ha ha, Mayer vẫn chưa hoàn hồn thì phải. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh và cả thế giới được chứng kiến kiểu đá xúc thìa ảo diệu đến vậy mang thương hiệu Panenka. Trận đấu tiếp tục, bóng đã chạm chân Platini. Wow! Chỉ trong một mùa, chúng ta chống Cô Loa đã 9 lần đưa bóng vào khung thành đối phương và áp luôn danh hiệu vua phá lưới mọi thời đại. Chắc vì thế, Liên đoàn đã khuyên anh đừng tham gia các mùa giải sau cho đỡ lỗ. Với những pha quẩy skill có khi còn hiếm trong FIFA Online 3, bộ ba huyền thoại Basten, Gullit và Rijkaard mang theo cơn lốc màu da cam cuốn phăng cả châu Âu, thỏa mãn ước nguyện chạm tay vào cúp của Hà Lan sau 28 năm chờ đợi. Đan Mạch là ai? Chắc sẽ không ai biết nếu những chú linh chỉ dũng cảm không thút văng cả những ông lớn để chiến trệ bước lên ngôi vương ở mùa giải 1992. Giạt ra, đừng có điên mà ngã ngừng xe tăng Đức giành hat-trick vô địch. Không thì... thế thảm lắm. Rơi vào bảng tử thần cùng Hà Lan, Séc và Đan Mạch chẳng có gì phải nhăn chán vì các chú gà trống đã có nhạc trưởng Zidane và cái đầu bằng vàng của JJG. Năm 2004, cả thế giới chứng kiến cú vỡ mông của Bồ Đào Nha. Dù chơi ép sân liên tục, các chân sút Bồ Đào Nha như bị khóa giò trước hàng phòng ngự xe buýt hai tầng của các vị thần Hy Lạp. Lý nào Ronaldo, thua kèo này ta bày kèo khác. Năm 2008 và 2012, với lối đá tiki-taka hoa Mỹ, bò tót trở thành kẻ cầm cương khiến cả Đức và Ý quay mòng mòng để đăng quang ngôi vô địch hai lần liên tiếp. Vậy cúp châu Âu 2016 sẽ như thế nào khi Gareth Bale thay Ryan Giggs thực hiện giấc mơ tranh cúp? Trước những đối thủ sừng sỏ đang ham hè đoạt cúp, liệu bò tót có đủ sức một mình chống thế giới? Cùng chúng tôi cháy hết mình cho một mùa giải sôi động sắp tới. FIFA Online 3.